là tới chòi sò ngoài biển nha mọi người. Cái chòi này như một cái nhà kiên kiên cố luôn, để biển mà xây được cây nước luôn nha. Cái này cào sò thì gọi là cái gọng cào sò huyết hả? Đó, trời, mới cào chút nhóc chứ. Đấy, sò huyết mới cào nha mọi người. Quá tuyệt vời luôn. Dán vô cái. Từ 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 mặt bắn ra đó không dễ mà đó, rồi dễ lên từ từ lắm. Cảm giác thế nào đi? Ngon ngon. Cắn vô mình gom lại. Cắn vô nè. Đó. Trời ơi. Con thằng thứ gì chịu nổi, thứ gì chịu nổi. Mới bắt trụng nước sôi luôn. Ờ đúng rồi, lắc cót. Ôi. Đây là tới chòi sò ngoài biển nha mọi người, gian thứ 5 nha. Xung quanh là biển cả, xung quanh là biển cả mà chưa thấy chủ nhà đâu. Mấy anh em mình đang ở quan cảnh một cái chòi sò ngoài biển nha mọi người, gian thứ 5. Quá trời đỉnh rồi, cái chòi này như một cái nhà kiên kiên cố luôn. Cảnh buổi chiều tà rất là đẹp nè. Đặc biệt á, ở đây là ngoài biển nhưng mà có xây cây nước luôn nha. Cái chòi này chắc là bếp nha. Đây không phải là cây nước để trang trí đâu nha, bơm ra nước đàng hoàng nha mọi người. Đó. Thì biển mà xây được cây nước luôn nha. Còn ngoài đây là mấy anh em đang chuẩn bị câu cá nè, trong buổi chiều tà cảnh rất là đẹp luôn. Đó. Mấy anh em câu cá này. Cảnh rất là đẹp luôn ngoài biển nha mọi người. Cái đây là chỗ nuôi sò huyết đó mọi người, nuôi sò huyết ở ngoài ven biển ở dạng thứ 5, biển thứ 2, biển Kiên Giang ha. Đây mọi người có thể thấy đây là cái hòn rùa được thường gọi là cái hòn tre. Anh em đang bỏ lòng mọi người. Mọi người có thể thấy ở ngoài biển đây mà chủ gia ở đây là có thể trồng được rau cần cua nè, hành luôn nè. Bên đây có những cái rau nè, niêm nè, quế luôn nè, quế nè. Có ba hoa 10 giờ luôn, trồng luôn. Bên đây có cả nha đam nè, nha đam. Quá tuyệt luôn mọi người. Đây quả thật là trải nghiệm quá tuyệt luôn. Mấy anh em mình tính ra đây là câu cá rồi trải nghiệm mình cũng làm lấy gai ở đây. Bên trong đây là cái nhà cũng như là một cái nhà kiên cố luôn. Đó. Quá dữ rồi. Một cái nhà kiên cố luôn, lên đên trên biển luôn. Và đây là một cái săn trước thì mấy anh em mình sẽ trải nghiệm ở đây. Có những chú cúm rất là dễ thương. Câu đi. Trời ơi, lạ vô trời rồi. Nước lớn này mà câu cái này mà hơi mà nó chịu chết. Bây giờ phát biểu sao bạn em? Giờ của anh để của cái gì? Đây là hai cần thủ viết nè, hai cần thủ này chủ yếu đi theo câu cá. Chút xíu thế nào cũng câu dính cá khủng à. Cần thủ này lặn lội bao nhiêu mấy trăm cây số từ trên xì phố về đây để trải nghiệm câu cá hôm nay. Ôi giờ mấy anh em ra chỗ bể sò bay một cào một mớ sò vô nhậu rồi. Chuẩn bị đồ nghề đây. Con ơi, bữa nay chú ra biển nhậu con ơi. Đây đang cào sò con, đi ra đây cào sò. Đang đi cào sò. Đó, cậu ba con với thằng đen đầu đang đi cào sò với bạn sư cậu ba đang đi cào sò. Thấy không? Rồi chút xíu cào sò lên mình quay tiếp cho mọi người xem ha. Ôi như vậy quá trời sò huyết luôn mọi người ơi.
Dầu huyết tươi xanh mới cào luôn. Quá dữ, quá dữ, quá dữ, quá dữ. Đây là cái đồ cá gọi là gì ta? Này câu dính cá chưa? Này gọi là cái gọng cào sò huyết hả? Đó, nó cào đó. Coi. Mấy em câu dính cá như dưới đây người ta cào dính cá rồi đó. Thấy chưa? Chưa dính con nào. Đó, quay vỏ lên rồi, quay vỏ lên rồi. Ra biển là phải chuẩn bị chưa bia trước mọi người. Nhưng mà đây là không có chỗ mua đâu. Quá dữ, nguyên đóng luôn. Đó, trời, mới cạo chút nhóc trên. Này coi là này là clip kỷ niệm nghe đi, về đăng lên để xem nha. Này cả ba một tí nữa. Cái gì á? Cá chét hả? Má cỏ gỡ lên rồi bôi tay rửa đi, rửa đi, rửa đi. Thọt ý, thọt bên mấy em kia kìa. Ngọt nó tới rồi. Có cái nước mà nó nói ngoài biển người ta có cái nước luôn đó. Ừ đúng rồi. Ủa quá trời sợ này. Thông minh, thật là thông minh. Thứ gì chịu nổi? Rồi đổ ra. Đây, sò huyết mới cào nghe mọi người. Ngon thứ gì chịu nổi. Làm món gì đi? Luộc đi. Hốt nấm lên đi. Đó, ngon chưa? Quá tuyệt vời luôn. Chấm nước mắm thành thánh luôn. Trời, chấm nước mắm thành thánh đi. Ờ, chấm chan vô. Chan vô cái. Trời, từ từ, từ từ, từ từ đưa đó. Trời ơi, trời ơi. Cái này là tối về, thức tới sáng luôn. Em được chết nữa nè. Tới đêm nay cậu không chạy vô bờ đó. Phát công nghỉ rồi nào. Vậy là chiều này chắc quay tay. Sao, quýp không, quýp không? Cậu không chạy vô bờ, chú không chạy vô bờ đó. Trời ơi, trời sò huyết mà ăn sống luôn cái thứ gì chịu nổi. Đây cuối sò huyết còn cái lắm sống bạc nó gà đấy không dễ mà nó nhanh như cái cậu chịu nổi đâu chính rồi à muốn như vậy thông ra vậy nè thử đây mày nè lưu lại kỷ niệm nè lưu lại kỷ niệm nè review với anh em nha rồi vâng giờ vô đây giờ gà nè để vậy nè rồi chừng nào nó hở ra ăn chấm chấm không. Đó, rồi giữ lên từ từ lắm cảm giác thế nào đi ngon ngon đủ ơi cần thủ tôi nay đây thắt thắt thua bữa nay nó thua luôn nữa sò huyết mới bắt lên mà không tươi xanh sao được phát cảm nghĩ không bỏ đây chúc mình gom lại cặn vô nè đó rồi rồi đưa lên đưa lên con bóng vỏ trái cây mày tự nhiên mày dùng cái chổi con vỏ sò con đại đó đi rồi hút cảm giác thế nào? Đấy, tao lớn này đi. Không được rồi. Từ qua cậu. Rồi, sò huyết trụng, sò huyết trụng nước sôi, sò huyết trụng nước sôi đây. Cười sôi luôn. Ôi trời. Con thằng thứ gì chịu nổi, thứ gì chịu nổi. Mà nó bắt trụng nước sôi luôn. Ờ đúng rồi, lắc cót. Ôi. Lên. Đây. Lắc lên không Ngọc? Chịu không? Rồi mời mọi người nghe, mình thưởng thức một con sò huyết tươi sống luôn. Chấm vô đây, một tay quay một tay ấy hơi khó. Chấm còn cái nồi nữa. Ôi. Hả? Còn cái nồi nữa không? Nó mình bông luộc mới. Luộc cũng vậy hả? Con ăn này cũng được. Nó này sống được. Này này ngon. Là đường nè. Ngon ngon. Nát được đây rồi đổ ra kia để lâu chút để chín. Để lâu chút chín nè. Cái gì á? Quá dữ rồi. Nó ngọt gì đâu á. Tôi đi, tại tôi chết. Chụm vô nó vừa chết là nó đâu có hết. Được không? Được không anh?
Đây nè, được rồi nè, đây đầu sớt cái này ra được rồi nè. Đó. Ờ được rồi đó. Ăn được nè. Ra lắm mày. Đấy đây rồi chắc đây rồi lấy cái nồi này ngâm cho nó lâu chút mà chín này. Không không, để đó lộn anh. Bỏ vô bọc nè. Có bếp lớn phải không? Có bếp ga bự. Này cậu thôi để cho nó xử đặng nó. Nó xử hơn nó đi, nó không vậy. Để tùy nó xử ăn à. Cái nó xử hơn nó đi. Hai máu chừng nó chín hết trơn luôn á. Chín đó, phải đổ nước. Nó không dám chui. Bây giờ mình để cái này ra rồi mình bắt cái con khác ngâm trong lâu là chín à. Nước này thôi nè, đổ cái nồi này ra nè. Mà nó sợ, nó sợ. Còn nó nãy còn. Không bây giờ mình chắc nước mình đi. Mình ăn mình bỏ đây nè, bỏ vỏ đây đừng có bỏ ở dưới đó. Nè mấy con lấy cái ấm bỏ vô đây luôn đi. Nè đây là được rồi. Được rồi. Khui đâu? Nè, nửa kiếm rồi nè. Được ta chắc ra lấy đằng lấy cái nồi nè. Quá ngon. Đây xin phép mà anh em review lại cái nơi đi. Nè trời ơi vừa luôn mày. Vừa chắc ra đi ơi. Vậy là ngon á. Chắc nước rồi để nơi hồi nó chín. Bếp nằm tốt hơn sao á. Ngon á. Có đèn. Ơi. Có đèn sao mà hết máu luôn rồi con. Quá ngon rồi. Con lấy đường cặp bên nè. Nè cô đổ đây nè. Lấy cái chảo nè. Lấy cái nước nóng. Chắc nước cho ông đi. Lấy cái nước nóng này. Lấy con luộc này được. Con lấy đường cặp bên nè. Rồi, ông ăn nhiêu con mấy ăn nhiêu thôi. Ủa ai vậy? Ai vậy? Không á, chuyện nữa. Ờ con lấy đường cặp bên nè. Con ốc trong kìa. Chín quá lắm rồi. Ờ có ốc luộc đi, luộc ốc luộc đi, ngóc nó. Con chín tôi được chín. Con đi đường cặp bên này đó. Ăn sao nó đục vậy? Rồi, sao? Ê, cái đó là tự làm ơn á. Tự làm ơn không ai chơi ngay. Để đi nó hả ra luôn rồi kìa. Nó hả ra quá hồi lại chín. Rồi con đó là nó bị quá ngon rồi. Gỡ ra nó. Tại tôi thấy tươi quá. Bỏ ra hả? Sống rồi. Ăn lắm rồi. Ăn bỏ vỏ ở đây giùm nha. Nó hả ra vậy rồi gì nữa. Đừng giục chút. Quá ngon rồi đó. Đựng dục xuống dưới nhà nó còn dừa nè. Dừa đó, em luôn. Vậy là dừa ok đó. Thưởng thức luôn cái. Review lại cái này. Chấm luôn mà nước mắm thằng Thánh này nó cay quá. Cay quá. Vô cái này. Vậy không đi. Vậy thì đi làm hãm cay ăn thôi đi. Không, không có làm nữa. Không phải. Vô. Mình ở đây tự. Dựng năm không ăn ớt. Rồi clip của mình xin tạm dừng ở đây mọi người. Anh em mình chiến tiếp đây. Chia sẻ cho mọi người cái cảnh ra ngoài biển rồi làm sương sương cũng như có mọi biển cho mọi người xem giải trí ha. Rồi hẹn gặp mọi người trong những clip sau trên kênh Hoàng Linh miền Tây của mình nha.